Ủa, cái nút bấm quay đâu ta? Ok. Hi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái kiểu chữ 3D như thế này. Và bây giờ thì mời các bạn cùng xem nha. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải mở Illustrator lên, làm với cái phần chữ. Mình sẽ vào Illustrator nè. Ở đây là mình sử dụng cái bản phiên bản Illustrator mới nhất, cũng là phiên bản mình mua bản quyền cho nên là nó có mới nhất, mình không cần phải cập nhật liên tục thì nó cũng đã tự cập nhật cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái file khoảng kích cỡ 2000 thôi là được. Ok, chờ một chút. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái chữ của mình vào. Thì ở đây cái chữ nào cũng được ha. Ở đây mình sẽ đánh cái chữ love. À, chữ love. Đây, bạn thấy được cái chữ love chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho một cái phông chữ mà nó có liên quan đến một chút, cho nó phù hợp với cái kiểu chữ của mình, với phù hợp với concept của mình. Ở đây mình sẽ chọn cái kiểu chữ cookie huyền thoại. À, không phải cookie này, cookie đây. À, rồi ở đây mình sẽ thử cho cái kiểu chữ nó bu lên hết tất cả đi. Rồi ok, mình sẽ đặt ở vào chính giữa. À, lúc này thì mình có thể là đổi cái màu đó cho nó, khi mà đổi màu lên á thì cái phần 3D của mình nó sẽ hiển thị rõ hơn khi mà mình để màu trắng đen 3D ở trong Illustrator ha. Và bây giờ mình sẽ vào cái effect, chọn 3D material attribute and bevel ha. Mình sẽ click vào đây. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Thì bạn chỉ cần quan tâm đến cái chỗ bong bóng như thế này thì click vào, nó sẽ tự động nó mập ra như thế này, tròn hết tất cả các cạnh. Rồi ở trong cái phần mà reset này, rotation này, bạn chọn giúp mình là cái phông ở đây nha, nó sẽ hiện ra trước mặt của bạn. Rồi tất cả những thông số còn lại thì dường như là nó là ok hết rồi, bạn không cần phải chỉnh thêm material hay là lighting ở trong cái phần là Illustrator này. Bây giờ bạn chỉ việc là export nó ra một cái định dạng, đó là obj, obj cái ha. Mình sẽ export ở đây cho phần này nè, sẽ kéo vào giữa cho các bạn xem ha. Export 3D object. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái định dạng là obj ha, obj cái phần USDA thì mình không cần. Rồi mình sẽ export nó đi. Thế này mình sẽ chọn một cái nơi lưu cất cất cái sản phẩm của mình. Thì mình ở trong cái sản phẩm ở trong cái phần mà ổ đĩa của mình lúc nào nó cũng đầy hết, mình chưa có giải phóng nó, cho nên là mình sẽ tìm một cái chỗ lưu để mình có thể dễ nhớ. Rồi, ở đây mình sẽ để là test, đánh tên cái folder ha, test 3D. Rồi select folder, lưu nó vào đây. Rồi tới bước này là xong, chúng ta chỉ việc là tắt cái phần mềm của Illustrator này đi cho nó nhẹ máy, bạn không cần phải lưu lại đâu. Nếu mà bạn lưu lại cũng chắc, cho chắc thì mình sẽ lưu lại cái file Illustrator lại ha. Thì lúc 3D tắt trong cái folder mình vừa tạo lúc nãy, trong folder mình vừa tạo lúc nãy mà tắt 3D save lại. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tắt cái phần mềm này đi. Để tiếp theo thì mình sẽ mở cái phần mềm lên, đó là phần mềm Blender. Rồi ok, bạn chờ một chút xíu. Đây rồi, về cái giao diện Blender thì về cơ bản các bạn nào học mình cũng đã biết, thì mình cũng đã có giới thiệu sơ trong cái khóa học của mình về giao diện cơ bản hay là những cái thao tác về Blender 3D. Thì nếu bạn nào mà đã có kinh nghiệm về làm Blender 3D rồi thì các bạn sẽ nhìn qua video này sẽ hiểu. Còn đối với các bạn nào mà chưa biết về Blender 3D đó, thì các bạn có thể tham gia khóa học của mình để mình có thể hướng dẫn nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái chữ 3D ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ xóa hết tất cả những cái
cái cục này bằng phím A nè. Ở đây mình sẽ mở phím tắt lên cho các bạn xem cho nó dễ. Mình sẽ để màu xanh lá, các bạn dễ nhận diện phím tắt ha. Rồi phím tắt của mình sẽ nằm ở dưới đây. Rồi tiếp tục nè, mình sẽ đưa cái phần mà mình vừa làm 3D bên Illustrator vào. Bạn bấm vào file ha, import. Bạn sẽ tìm giúp mình cái chỗ là waveform import.obj nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi tìm giúp cho mình là cái nơi mà lưu trữ cái file mình vừa lưu á. Nó nằm ở trong cái độ trong cái author tắt nãy mình lưu đâu quên rồi. Nó sẽ nằm ở trong tắt 3D nè, obj nè. Mở cái file obj lên ha. Rồi bạn vào cái asset 01 nè. Lúc nãy là nó mặc định nó để tên asset 01, các bạn có thể là đổi tên cho nó, nhưng mà về import thì mình sẽ import cái đuôi là .obj. Ok, đây là cái kết quả cuối cùng. Ở đây thì cái kích thước hiện tại của nó, bạn bấm phím N nó sẽ sổ ra kích thước hiện tại của nó lên tới là 80 mấy mét, 48 mét là, cho nên mình sẽ scale lại ha, bé lại cho nó dễ thôi. Nhỏ là khoảng 1-2 mét thì thôi. Bạn thấy thông số nè, dimension nè. Rồi ở đây mình sẽ nhấn Ctrl Na để scale nó, sẽ reset cái thông số giá trị về 1, reset scale ha, để khi mà add hiệu ứng vào nó sẽ không có bị lỗi. Cái đó thì trong cái khóa học mình có giới thiệu cụ thể chi tiết nhiều hơn. Rồi tiếp theo cái phần này mình sẽ tách ra từng cái. Ở đây mình sẽ đặt tên cho nó là lớp, đặt tên cái layer lớp này ha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ tách ra từng cái để mình có thể là điều chỉnh cho nó theo cái hướng mình mong muốn theo từng chữ. Ở đây mình sẽ tab chuyển sang cái delete mode và chọn hết tất cả nè bằng phím A. Rồi mình sẽ nhấn vào chuột phải, các bạn tìm giúp mình cái chỗ nào là có chữ bi phở nè, phím tắt bi phở nè, separate. Các bạn sẽ chọn là by loss path. Bạn chọn cái phần thứ ba cuối cùng thì nó sẽ tự động tách cho bạn từng layer ra, thay vì lúc nãy là nó chỉ có một cái layer chỉ lớp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ điều chỉnh cho nó gần lại với nhau một chút. Và trước khi mà mình tách ra như thế này á, thì ở trong cái phần mà chữ lớp này nè, nó có một cái chất liệu liên tục ba chất liệu như thế này, thì khi mình tách ra như thế này thì nó lại bị phải là xóa từng cái trước khi mình làm chất liệu mới, thì để không bị mất thời gian á, thì mình sẽ undo lại một chút trước khi mình sẽ tách ra hết tất cả. Undo lại chỉ còn một cái layer chỉ lớp thôi, layer chỉ lớp trên đây ha. Rồi mình xóa hết tất cả những cái chất liệu này đi, chút mình sẽ tạo lại một chất liệu khác, vì chất liệu này là chất liệu từ bên Illustrator nó đưa qua cho nên mình không sử dụng được. Và mình sẽ tab chuyển sang chế độ edit mode và chọn hết tất cả bằng phím A. Ở đây bạn sẽ chọn cho mình là phím B phở và chọn by log loss path. Rồi nó sẽ tách ra từng đoạn cho mình L O V E. Rồi ở đây mình sẽ di chuyển ha, mình sẽ nhấn vào cái chỗ move, mình sẽ di chuyển nó sát lại gần với nhau. Thì trước khi mà mình sẽ di chuyển nó thì mình sẽ dời cái tâm nó về từng cái. Ở đây hiện tại là cái dãy L này nè, cái tâm nó đang ở trong chỗ này rồi, và chữ O cũng vậy. Bây giờ mình sẽ muốn cái tâm nó sẽ dời phần ngay chính giữa của đối tượng đó, dời chính giữa ngay cái chữ đó, thì mình vào Object Set Origin, chọn là Origin Geometry. Tất cả cái tâm nó đã đưa về được chính giữa nè, là cái tâm nó thể hiện bằng cái chỗ là dấu chấm xanh như thế này. Và có mũi tên ở chính giữa. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển cho nó gần lại với nhau, cho nó có một cái mối liên hệ thân thiết lại với nhau ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục dời cho nó gần gần lại với nhau. Rồi mình sẽ nhấn vào cái phím số 7, mình sẽ xoay nhẹ nè, xoay nhẹ nè, tạo một cái mối liên kết lại với nhau, cho nó ngã ra chút xíu ha, cho nó xê qua đây này, cho nó đưa lên
cho nó có cái tầng lớp layer nhìn nó cho nó khác biệt chút xíu. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, ở đây thì nó sẽ ngã ra như vậy. Nó có một cái độ thay đổi nhất định, nó sẽ đẹp ha. Ok, rồi để mình chuyển sang cái hoa cơm cho nó đỡ mỏi tay. Thì ở mấy cái chỗ này bạn có thể là nhấn R xoay nhẹ nè, xoay tùy vào các bạn ha, tùy vào cái độ thẩm mỹ của bạn, các bạn phải xoay như thế nào là đẹp thì cũng được. Đây mình như vậy mình cảm thấy ok rồi, xoay giờ ok nè. Chút nữa mình sẽ set camera mình sẽ thấy. Rồi lưu lại ha, mỗi thao tác mình phải lưu lại, và ở đây mình sẽ lưu trong cái folder mình đang làm luôn, text 3D này. Tạo một folder để là 3D, rồi 3D text. Ok, rồi tới bước này mình sẽ set cái cỏ lên. Thì ở đây trước khi mình set cái cỏ lên á, thì mình chuyển sang cái chất liệu, tạo chất liệu trước khi mình set cái cỏ. Thì đây mặc định mình muốn để cho nó màu xanh lá, tại vì ý đồ của mình là muốn cái cỏ nó cũng là màu xanh lá, thì cái nền nó cũng là một cái đất để cho nó trồng cái cỏ, thì cái nền nó sẽ là cũng là xanh lá đi. Ở đây mình sẽ nắm ở trên đây kéo ra một cái bảng chất liệu hay một cái dao, cái bề mặt nữa để mình có thể dễ dàng làm hơn trong cái vùng này. Ở đây bạn sẽ sổ cái này xuống và tìm cho mình là Shader Editor. Rồi ở đây mình sẽ tạo mới cái chất liệu và mình sẽ thay đổi màu cho nó thành màu xanh lá, cho nó đậm xuống chút xíu ha. Rồi tương tự với những cái thằng còn lại, mình sẽ adapt cho hết tất cả luôn, mình quét khói hết tất cả. Và cái thằng chính, cái thằng chữ L này là luôn phải làm cái viền màu xanh lá này nha, thì nó sẽ nghĩa là nó đang là cái thằng chính để làm gương cho những thằng còn lại màu xanh, cái viền xanh này để nó tự phỏng đọc phỏng theo, tự adapt theo link. Mình sẽ vào object link và material, nó sẽ tự động link theo. Một khi cái thằng này thay đổi thì những thằng kia nó cũng sẽ thay đổi theo, vì nó đang sử dụng chung một cái chất liệu. Rồi bây giờ mình sẽ trồng cỏ cho nó. Thì trước khi mà mình trồng cỏ cho nó thì mình sẽ đi tìm cái cỏ bỏ vào. Ở đây mình sẽ vào một cái app đó là Fish. Rồi ở đây mình sử dụng phiên bản cũ cho nên nó hiện thông báo là bạn có muốn nâng cấp hay không. Rồi mình sẽ đi tìm cái cỏ mình mong muốn. Ở đây hình như là mình sẽ có tải sẵn cái cỏ đó rồi. Cái cỏ nó là cái cỏ dạng ok, mình sẽ tải cái cỏ về ha. 3D plan, 3D plan đâu rồi, đây mình sẽ đi tìm cái cỏ. Đi tìm cái cỏ mà theo ý của mình ha, nên mình thấy cái cỏ nào hay thì mình sẽ đưa vào liền. Ok, không có, mình sẽ quay trở lại cái cỏ mình đã tải sẵn đi. Mình sẽ sử dụng những cái cỏ này, những cái cỏ này nè, Will Grass. Đây mình sẽ tải sẵn rồi, ở đây mình sẽ tải cái độ phân giải là 4K thôi. Mình sẽ export ra. Thì khi mà export thì nó sẽ nằm trực tiếp vào trong đây của mình luôn. Đây cái cỏ của mình mà vừa export vào nè, nó nằm ở đây nè ha. Rồi mình sẽ kéo qua một bên. Rồi tải cái chữ L này, tại chuyển L này mình sẽ đưa cái cỏ nó vào trong cái phần là particle property, nhấn vào dấu cộng giúp mình ha, và đặt tên cái chỗ particle size tên là class. Rồi ở trong cái phần này này cũng đẹp luôn, mình sẽ để qua phần hair. Rồi advanced và kéo xuống tìm giúp mình cái chỗ là render, các bạn chọn vào render
Object. Rồi ngay tại lúc này ha, ngay tại lúc này bạn lấy cái ống hút ở đây nè, bạn hút vào cái phần cỏ, duy nhất một phần cỏ bên đây thôi. Bạn thấy không, bên đây nó đã cũng đã có cỏ rồi nè, bên đây cũng đã có cỏ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái ánh sáng vào xem là cái kích thước của cái cỏ nó đã đạt yêu cầu hay chưa, đạt theo cái ý đồ của mình hay chưa ha. Đây mình sẽ chuyển sang là cycle, chọn là GPU, vì máy mình là máy bàn cho nên mình sẽ chọn GPU. Rồi chuyển sang chế độ real time, mình sẽ check xem cái cỏ nó đang là có khít lại với nhau hay chưa. Mình sẽ chọn xanh ha, cái phần xanh này mình tăng cái xanh lên 10, độ mạnh lên 10. Rồi mình zoom vào nè, phần này khá nặng ha, phần này khá nặng. Rồi mình zoom vào thấy cái cỏ này cũng tương đối nó khít lại với nhau nè. Rồi ok, rồi bây giờ về số lượng cỏ thì mình sẽ giảm lại khoảng 500 cỏ thôi, 500 cỏ đấy, 500 cỏ. Và mình tăng số lượng, tăng cái thằng he này lên lên 5, nãy 4 giờ lên 5. Rồi về cái phần nền cỏ thì theo mình thì các bạn có thể là đổi cái màu chất liệu của cỏ, cái nền chữ lớp chữ L này nè, tắt cái này đi, đổi thành nó màu đậm hơn, khớp với màu cỏ. Hoặc là ở đây mình sẽ đi vào cái thư viện 3D, và cái thư viện 3D mình tìm, ở đây mình thấy cũng tạm ổn rồi, cũng gần giống với nhau rồi nè. Rồi ha, về cái độ dày cỏ thì mình muốn tăng lên thành 6 thôi. Rồi hợp lý luôn, 6. Rồi ở đây mình sẽ phỏng hết cho tất cả những các cái chữ còn lại bằng cách nè, ở đây mình sẽ chọn vào các hình cái hình chữ O nè, chọn vào, mình chọn class tương tự với cái hàng kia. Rồi những đứa còn lại ha, đấy là về cái chỗ này mình sẽ điều chỉnh lại về cái khoảng cách ha, về khoảng cách cho nó đừng có bị chồng lên nhiều quá. Mình sẽ di chuyển ra một chút để cho nó có một khoảng cách nhất định, để khi mà mình nhìn vào cái chữ nó không có bị che đi là. Rồi ok, hấp dẫn. Rồi thì trong những cái cỏ này mình sẽ thêm một cái lớp cỏ nữa là một cái cỏ dài, cho nó có một chút gọi là nó hay hơn, nó gọi là nó có cái độ sáng tạo hơn. Thì mình sẽ dùng cái cỏ dài này ha, cỏ dài này. Rồi mình sẽ chọn vào đây, duplicate thêm một thằng này nữa nè. Thì khi mà duplicate thì mình vẫn trả lại cái thằng đầu tiên ha, mình sẽ cộng thằng này, mở lại thằng số 2 lên nè, mới mới duplicate nên đặt cỏ long cast ha. Rồi về cái số lượng thì mình giảm lại để không nặng lắm, để 200 thôi, để 100 thôi. Rồi mình sẽ thay đổi cái đối tượng cỏ ngắn thành cái cỏ dài bằng cách là hút vào cái cỏ dài. Bạn thấy cái cỏ dài chưa? Bạn thấy cái vật cỏ dài của mình vừa tạo nè. Đấy, đây mình cái cỏ dài sẽ tăng to lên, và cái số lượng của cỏ dài này khoảng chừng 30 thôi. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên như thế này. Sẽ mở cái phần real time cho các bạn xem. Cái phần cỏ dài nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên nha. Khoảng pick lại nó đi, khoảng 10 thôi. Rồi xích cho nó mọc ngẫu nhiên theo ý mình nè. Đây kiểu này là đẹp nè. Rồi tương tự với các những cái còn lại, mình cộng một cái, mình quay qua hàng cỏ dài, nó sẽ ngẫu nhiên như vậy ha. Cộng một cái qua cỏ dài, cộng một cái qua cỏ dài,
Rồi cái thằng Geo này mình thấy cái phần shift này mình sẽ tăng lên cho nó thay đổi cái vị trí cỏ ngẫu nhiên rồi ha. Rồi bây giờ nè, mình thấy cái phần ánh sáng này, cái phần ánh sáng là camera ha. Rồi mình sẽ tạo một cái camera cho nó bằng cách là shift A, bạn chọn cho mình cái camera. Rồi từ cái camera này bạn sẽ thay đổi tất cả những thông số về location, rotation, reset về không hết trước khi mình sẽ bố cục nó lại. Rồi mình kéo qua một bên, quay trở về cái phần bên này là 3D viewport để mình có thể layer camera. Và cái phần bên tay trái này của các bạn nè, các bạn sẽ giữ nguyên, sẽ không động gì tới nó, các bạn nhấn phím không để cho nó hiển thị cái góc nhìn của camera lên. Rồi mình sẽ để qua một bên ha, cái này mình sẽ không đụng, mình sẽ tắt hết những cái phần hiển thị của nó. Rồi ở trong cái phần bên này nè, zoom vào chút xíu ha, trong phần bên này mình sẽ bên này mà bấm qua số 3 để cho nó hiện qua bên cạnh, sẽ ngóc cái camera lên, di chuyển cái camera về để mình layout cái chỗ chữ này ha. Rồi cái chữ, về cái phần chữ này, mình thấy cái phần chữ E V nè, chữ V nó đang khá hở nè, mình muốn cho nó gần lại qua chữ E, đẩy qua cho nó gần lại với nhau cho có sự liên kết. Rồi rồi ok ha, được chữ lại xíu. Rồi ok, rồi bây giờ bây giờ thì tới cái bước là điều chỉnh ánh sáng một chút. Đây mình sẽ cho ánh sáng đánh vào trước mặt để tạo cái độ highlight và cái shadow rõ rệt hơn, và rõ rệt hơn nhất là từng cái khối của cái khối của từng cái chữ của mình, tạo ra cái độ khối. Đây là một cái hình cỏ, hình tròn có cái độ highlight cho đến shadow, thể hiện bằng cái việc là ánh sáng mình đánh vào rõ ràng. Rồi chỉ cần một cái nguồn sáng như vậy thôi là đẹp. Về cái nguồn sáng này thì mình sẽ tăng cái phần angle lên, mạnh lên. Thì khi mà tăng mạnh lên thì cái ánh sáng của mình nó sẽ mạnh hơn, nhất là cái phần shadow của các cỏ. Khi mình giảm xuống nó sẽ hấp hơn. Ở đây mình đang render real time cho nên là các bạn sẽ không thấy rõ được cái việc này. Rồi mình sẽ chỉnh sang là 12 angle 12 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành render ra và có thể là thiết kế thôi. Thì về tổng thể thì mình thấy ok rồi. Mình thấy chữ E nó hơi mập, xoay nó ngược lại. Rồi xoay nó ngược lại, thay đổi chữ V nhóm lên chút xíu, chữ V nó sẽ nhóm một chút xíu, E nó lui về chút xíu, chữ E sẽ nhướng lên ha, không thể nào mà nhướng lên, đừng cho nó bị chúi xuống quá. Xoay qua. Rồi ok, mình thấy tạm ổn rồi đó. Rất là xin lớp. Rồi về tổng thể này thì mình thấy ổn rồi. Cho scale cái chữ L lên. Rồi ok, bây giờ mình sẽ render ra. Thì trong cái phần setting render á, ở đây mình sẽ render, trước khi render thì mình sẽ chỉnh cho cái màu cho nó có độ tương phản cao hơn. Từ trong đây là mình sẽ chuyển sang cái phần là color mana gradient. Rồi mình sẽ chỉnh là cái lúc bạn sẽ là để hai contrast cho nó có độ tương phản cao hơn. Rồi thứ hai là mình sẽ để cái phần là film, mình sẽ cho nó có trong suốt hơn, đỡ khi là mình sẽ chuyển sang Photoshop mình tách nền nó hơi cực. Rồi transparent, ở đây nó sẽ chuyển sang trong suốt cho các bạn. Rồi tiếp theo là về như vậy thì khi mình đưa vào cái sản phẩm thiết kế của mình nó chưa đủ, cho nên là mình sẽ thêm một ánh sáng nữa cho cái độ backlight. Cái backlight của mình nó sẽ có cái rim light á, nó sẽ tạo cho các bạn một cái ánh sáng nhìn sâu rất là đẹp.
cái sáng ven cho các tảng cát cỏ này. Ở đây mình sẽ tăng các thông số lên 100. Đấy. Khi mình đưa vào cái sản phẩm của mình nó sẽ có cái độ highlight ở đằng sau nè. Tăng cái size lên 5. À, 2 thôi, gấp đôi thôi. Số 2 ở đây tăng lên 200. 200 quá. Ok. Tương đối ổn rồi nè. Nếu mà các bạn nào muốn thêm bông hoa vào trong đây thì các bạn có thể tải hoa, tải bông về làm giống như cách mình làm cái cỏ trên đây nè ha. Rồi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ setting render ra thử cho các bạn xem. Ở đây trong cái phần render thì mình sẽ để 1000 sample thôi. 1000 sample và tăng gấp đôi cái kích thước lên. Ở đây kích thước hiện tại là 1920x1080, bây giờ sẽ tăng lên khoảng 150%. Và bây giờ mình sẽ nhấn render ở đây, render và render hình ảnh. Rồi thử xem là cái tốc độ render là bao nhiêu. Thì hiện tại nó đang dự tính render khoảng 50 mấy phút. Wow, khá lâu đó. Khoảng 50 mấy phút hả? 40 mấy giây à? À 40 mấy giây hả? Ông 5 mấy phút đây. Thì các bạn thấy là cái phần sample tăng cao thì các bạn sẽ thấy nét được những từng phần như thế này. Ok. Và ngoài ra thì mình sẽ thấy một cái phần lỗi trong đây nè, nó đang bị thiếu cái chất liệu bên trong này. Bây giờ mình sẽ tìm một cái chất liệu bỏ vào đi, có thể là một cái màu nâu để cho người ta biết đây là một cái chữ cục đất, chữ cục đất, để có thể là đây cái cục đất như thế này để có thể là trồng cây lên, hoặc là cái kiểu dạng như thế này cho nó đồng bộ về cái màu sắc tổng thể của mình. Rồi mình sẽ export vào ha, để nhớ tên đây là Forest Mod. Rồi mình sẽ chọn vào cái chữ cái chỗ chữ V này, thay đổi cho nó là Forest Mod. Rồi bạn sẽ thấy nè, mình sẽ zoom vào cho các bạn xem ha. Đây cái phần xanh nó được nổi lên, mình sẽ đồng bộ hết tất cả ha. Sẽ chọn đây, chọn đây, và cái góc là cái thằng chữ V ha. Object Link Material. Nè chị Hằng, chị Thảo nè. Rồi. Chị quen không à? Rồi, nhà có khách. Cái gì? Nhà rồi có khách. Luôn em ơi. Đá chín keo quá nè, nước nhạt ha. Ủa anh đang hello. Lẩm chẩm thấy luôn. Hello. Hello. Ê, cái đồ nhỏ của tôi. Đực ơi. Ờ, đúng rồi. Cấp vô liền. Cô đợt không sổ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Bây giờ thì render ha. Trong thời gian chờ đợi thì tắt một chút xíu, chờ xong render mình sẽ quay trở lại.